Rồi, hôm nay mình xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Fortinan sẽ quay cho anh em vẫn tiếp tục là Ford 4600. Nhưng con Ford 4600 này nó hơi có nhiều ưu thế đặc biệt anh em. Nó hơi vượt trội hơn mấy con kia tí xíu. Vượt hơn thì mình sẽ đi vô trong rồi mình nói chi tiết cho anh em là nó vượt hơn những con Ford 2 cầu khác như thế nào ha. Đây, nó vẫn là cầu vuông. Cầu này thì anh em nào đã sử dụng thì biết rồi, độ bền nó khá cao ha. Nhông nó đẹp đẹp. Lâm riêng, còn nước sơn riêng hết nha anh em. Sơn riêng hết. Con xe này đời tơ 7 nha anh em. Đời tơ 7. Và đạn đuôi cá nó rất là lớn nha anh em. Cỡ này. Rồi mình sẽ nói nó đặc biệt là như thế nào ha. Cầu vuông, cầu đó thì nó thường nó sẽ có ổ đeo ở đây, nhưng cái cầu này được trang bị cái khứa cá. Cái khứa cá rất là đặc biệt luôn nha anh em. Cái khứa cá này rất là hay nha. Khi mình cái đồng bộ mà có cái khứa cá này thì cái phần lớn cái nhông đồng bộ á nó trong nó trống trải, nó to lắm. Ưu thế đặc biệt là hay ở cái đó, được thêm cái khứa cá này. Đó. Thường người ta khứa cá cầu kia, nhưng mà cái này cái cầu vuông mà lại thêm được cái khứa cá này là quá cực kỳ rồi. Quá ngon rồi ha anh em. Xe thì không cần nói nhiều, chỉ cần anh em dòm là anh em biết rồi. Anh em xài xe anh em biết rồi. Giờ quay phần vỏ ha. Vỏ 30 nha anh em. Otani luôn này, vỏ Thái. Vỏ còn 95% nha nè. Mâm cũng mâm rin luôn. Đó. Được cầm mâm rin luôn, bánh cái mâm rin luôn. Khá đẹp. Xe này chưa cái đồng bộ nha nè. Chưa cái đồng bộ. Xe là do anh em thấy giá trị là cái dàn vỏ là anh em thấy hết bao nhiêu tiền. Mâm rin vỏ 30 là anh em thấy hết bao nhiêu tiền trong chiếc xe rồi ha. Góc độ bên này hơi tối nha nè, tại chiều giờ cũng chiều rồi, mặt trời ngã bóng nè, hơi tối. Nó chiếc xe cho nè ha. Em để cái điện thoại đem đề máy, tại vì nó xuất cục bình rồi, em chưa có gắn được cục bình, anh em thông cảm nha. Nổ máy test cho anh em luôn. Đeo rin nha anh em. Máy im đi cho thở luôn. Máy im ru. Yeah.
Rồi anh em có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại em ha, 0968 243 543 nha. Rồi em xin chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem kênh ủng hộ.